thì hay quá nhờ. Không còn rồi. Ok, chúng ta cùng đến với set 3 của giả set 3 trận đấu giữa Ngọc Triệu Văn Thiều đối đầu Vũ Minh và Vũ Hải ở nội dung đôi nam giải vô địch cầu lông các câu lạc bộ mạnh toàn quốc năm 2019. Một trận đấu rất hay, có thể coi là trận chung kết sớm của giải đấu. Đây cũng là trận đấu cuối cùng đang diễn ra trên sân loạt thi đấu buổi chiều ngày hôm nay. Hay quá nhờ. Rồi, chiến thắng vẫn cho Ngọc Triệu Văn Thiều, điểm số 2-0 trận đấu thứ 3. Hello Khổng Hoàng Huy đang ngồi đâu rồi em ơi, đừng có bỏ anh về nha, anh không có xe về đâu. Vẫn thủ được, thủ cầu rất hay. Đập cầu ngoài sân. Điểm số 3-0. Trần Ngọc Triệu là một người rất bản lĩnh và kinh nghiệm, anh ta bắt và đọc bài trận đấu rất nhanh. Thì hay quá nhờ. Không còn rồi. Điểm số 4-0. Trận đấu quá đẳng cấp. Vâng, lợi thế đang nghiêng về cặp đôi Ngọc Triệu Văn Thiều. Trận đấu thứ 3, điểm 4-0. Cầu ngoài sân 1-4. Cầu không qua lưới, điểm 2-4. Phát cầu ngắn rất đáng tiếc, 5-2. Đúng rồi. Cầu non không còn cơ hội rồi, đập cắm. Đập quá cắm. Điểm số 6-2. Không còn cơ hội rồi. Trận đấu thứ 3, điểm số đang là 6-4 nghiêng về cặp đôi phía bên trái màn hình. 7-4 cho Ngọc Triệu Văn Thiều. Ngọc Triệu ke lưới rất tốt luôn. Một pha cầu rất đơn giản nhưng đã giành được điểm. Đánh cầu rất thông minh. 8-4. Ngọc Triệu thủ cầu quá lì. Điểm số 9-4. Anh lại chưa. Đây toàn
15. Phát tổ lôi 60. Em hỏi anh Huy xem anh Huy có thắng không? Rất hay. Điểm rút ngắn 81 cho Huy. 81. Hít cầu rất tốt. Ngoài sân. Điểm 91. Mười 11. Vâng, set đấu thứ 3 càng trở nên căng thẳng hơn. Điểm số đã sắp san bằng rồi. 10-11. Phát cầu ngắn. 12-10. Rõ ràng áp lực của đối thủ tạo lên là không hề nhỏ. Tất cả vận động viên phát cầu rất run. Bật cầu quá tốt. Sơn. 13-11. Cơ hội tấn công. Rất tốt. 14-11. Liên tục những pha cầu công rất gắt của cặp đôi Minh Hải đã giúp họ giành được điểm số 12-14. Huy An ơi, bọn em đang ngồi đâu đấy hay về rồi? Chúng mày đừng bỏ anh ở nhà thi đấu nhá. Bắt lưới rất nhanh từ Ngọc Triệu. Khoảng cách vẫn là 3 điểm, 15-12. Ê! 16-12 cho Ngọc Triệu Văn Thiều. Thủ bình thường, thủ bình thường. Mười 17-12 cho Ngọc Triệu Văn Thiều, khoảng cách 5 điểm rồi. 18-12 rồi, sung rồi. Bây giờ bên kia công ép ngược lại rồi, đổi bài rồi. Tự lôi tâm lý. 19-12. Và những giây phút vừa rồi cặp đôi Minh Hải trôi điểm rất nhanh. Ngoài sân 20-12. Dã man lên một giây 6-7 điểm luôn. Triệu nó lỉ lắm. Cầu lật lưới. 13-20. Nhưng mà anh có xe đâu mày ơi. Ngoài sân 14-20. Quá đẳng cấp với pha cầu kết thúc. Trận đấu thứ 3 kết thúc điểm 21-12.
đẳng cấp của cặp đôi Ngọc Triệu và Văn Thiều, và chúng ta sẽ đồng hành và theo dõi xem liệu rằng cặp đôi này có thể đăng quang ngôi vô địch không. Những đối thủ họ trong những trận đấu sau là những tay vợt rất tên tuổi và rất mạnh, cũng không kém gì họ cả. Vì vậy chúng ta không thể nói trước được điều gì. Hẹn gặp mọi người tại các live stream sau của Hùng buổi tối ngày hôm nay, bắt đầu live stream từ lúc 19:00. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Hùng.